Hôm nay tỉnh Hưng Yên tiếp tục không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới. Nhằm tăng cường phòng chống dịch Covid-19, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, yêu cầu người lao động từ tỉnh ngoài trở về đến tỉnh Hưng Yên phải thực hiện khai báo y tế tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Người lao động từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các vùng có dịch về đến tỉnh phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà 21 ngày, tự cập nhật sức khỏe hàng ngày lên trang tờ khai y tế.vn, đồng thời thông báo cho trưởng thôn, tổ dân phố ngay khi về đến tỉnh để thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Doanh nghiệp không được tiếp nhận người lao động đến từ vùng có dịch, vùng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thành lập các tổ an toàn COVID-19 tại nơi làm việc, yêu cầu người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Zone, chủ động phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Về vaccine phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa điều chỉnh giảm số lượng phân bổ cho tỉnh Hưng Yên từ 22.000 liều xuống còn 10.000 liều để bổ sung cho hai điểm nóng Bắc Ninh và Bắc Giang. Tỉnh Hưng Yên đang xây dựng kế hoạch tiêm đợt 3 cho các đối tượng ưu tiên.